Ok anh em, thì đây là cái cụm mà anh em mong muốn đây. Đây là cái cụm FZ ha. Đó, mình vừa cập nhật sản phẩm này tại shop. Cụm này đặc biệt của nó, cái đặc điểm của nó duy nhất chính là rất là rẻ nha anh em. Nó là cái cụm độ rất là rẻ luôn, giá con trăm mấy à. Đó, xài tất cả xe phổ thông thì tiền nào của nấy anh em. Đó, trước giờ mình ngại ngần mà mình đem về bán là tại vì giá nó quá rẻ đi, rồi sợ bảo hành bảo đảm khó khăn cho anh em. Đó, nhưng mà nhiều anh em nói là không sao, anh cứ làm đi, tại vì rất là nhiều anh em muốn biết cách đấu của cái cụm này ha. Anh em muốn tự mua về nhà đấu. Đó, thì đây là mình sẽ làm video hướng dẫn chỉ anh em nha. Thì đây là mình review sơ lược về cụm này trước nha anh em. Đó. Cụm này thì nó có là 1 2 3 4 5 nút nha anh em, là gồm có nút bắt xin nè, tắt mở đèn nè, pha cót, xi nhan trái, xi nhan phải và nút kèn nha. Rồi. Đó, nó có là 1 2 3 4 5 chức năng. Đó, cụm 5 chức năng. Rồi. Cụm thì nhỏ gọn ha anh em, nút rất là màu sắc nhìn rất là bắt mắt. Mình thấy gia công thì cũng ok đó anh em. Nó cũng tạm tạm được ha. So với giá tiền thì là quá là ngon rồi, có trăm mấy à. Đó, thay cho cụm zin mình đủ chức năng luôn. Dây thì có 8 dây nha. Dây mình thấy cũng to nè, đầu cót đồng cũng được lắm. 2 4 6 8 dây ha. Đó, anh em chú ý màu sắc nha. Quan trọng là cái màu. Lát mình sẽ chỉ anh em cách đấu dây, căn cứ vô màu mình đấu đúng nơi là coi như hoạt động bình thường và ok, rất là dễ đấu thôi chứ không gì khó hết. Nguyên lý cũng cơ bản thôi, nó là những công tắc tắt mở thôi. Đó, truyền dẫn điện thôi, nguồn cấp vô, một sợi dây nguồn vô nút và một sợi dây ra thiết bị. Đó, một sợi nguồn từ khóa xe mình đã đi lên vô công tắc rồi dẫn ra đèn hay kèn hay xi nhan gì đó. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Rồi mình sẽ đến với phần hướng dẫn nha anh em. Ok anh em. Bây giờ thì mình sẽ đến với phần hướng dẫn ha. Thì ở đây thì à, vì cụm này là cụm độ nên anh em phải gắn cho xe Yamaha, Honda, Suzuki và các cái xe độ khác, xe Trung Quốc rồi đó. Thì màu dây của bên xe zin mình sẽ không thống nhất, cho nên mình dùng cái cách chỉ anh em về cụ thể dây đó sẽ cấp cho nó như thế nào để anh em mình dễ dàng mình tìm cách mình mò mình đấu cho những cái xe khác ha. Tại vì ví dụ như dây cấp nguồn đi của thằng Yamaha là màu nâu, còn thằng Honda là màu đen. Đó, ví dụ như dây cấp nguồn kèn đó, thì đâm ra là nó không thống nhất màu dây được. Thì mình chỉ anh em cụ thể như vậy thì rất là khó. Ví dụ như cụ thể xe nào rất là khó. Cái này đó thì em muốn cần biết anh em inbox riêng cho mình ha. Nếu anh em nào mà ví dụ như mà dạng như mò không ra. Còn về cơ bản thì nếu anh em nắm được kiến thức cơ bản của cái cách đấu của mấy cái thiết bị đèn trên xe như đèn L4 chẳng hạn thì nó rất là đơn giản thôi. Thì nguyên lý như thế này anh em. Ví dụ như nút kèn này nè. Cái kèn này nó sẽ có một cái dây điện vào cái cùm, sau đó một dây điện khác sẽ đi ra từ cái cùm và cấp đến cái càng. Khi anh em bấm nút thì điện nó dẫn qua cái nút này. Đó, nó cấp cho càng thì càng kêu, còn buông ra thì nó ngắt. Vậy thôi. Rồi bây giờ mình đã xong cái phần nói sơ lược ha. Đó. Rồi thì đây dây anh em. Đây là các cái dây. Anh em coi ha, nó có như thế này. Nó có dây nâu sọc trắng nè anh em. Nâu sọc trắng ha. Rồi xanh dương sọc đen, dây đen. Dây xanh lá cây đậm và xanh lá cây nhạt nha anh em. Chú ý hai dây này nha, xanh lá cây đậm và xanh lá cây nhạt. Dây màu hồng, dây màu nâu đậm và dây màu vàng. Đó. Cái nâu sọc trắng này là nâu nhạt nha anh em. Nó nâu như cà phê đó, còn cái này là nâu, này nâu như sô cô la. Rồi. Bây giờ mình sẽ đến với cái phần cái sơ đồ. Rồi anh em coi giùm mình, anh em quan sát giùm mình ha. Ở đây thì mình có anh em xem theo con chuột nha. Đây. Dây đen và dây hồng là của nút kèn. Đó, cái này là mình, nếu mình nắm được cái này là xe nào mình đấu cũng được hết. Dây đen và dây hồng là của nút kèn. Đó, dây nâu sọc trắng là của cái chớp xi nhan, có nghĩa là cái phần giữa này anh em, cái phần giữa của hai cái nút xi nhan. Cái phần giữa này chính là nâu sọc trắng này anh em. Cái bấm vô rồi nè. Đó, còn anh em đá bên nào thì nó sẽ cái nâu sọc trắng nó sẽ cấp nguồn cho bên đó. Đá cho trái nó cấp từ nâu sọc trắng nó cấp cho pha trái thì trái sẽ chớp. Nó đá phải cũng vậy. Đó, xanh lá đậm, xanh lá cây đậm anh em là xi nhan phải, dây màu nâu đậm á là xi nhan trái ha. Rồi còn cái xanh dương sọc đen, nó xanh dương sọc đen là nguồn của đèn nha anh em. Đó thì như thế này nè anh em coi nè ha, ở đây thì nút kèn nè, mình nhìn trực quan nhất nè, nút kèn chính là dây hồng và dây đen, chính là cái nút kèn đây, dây hồng và dây đen. Đó, hai dây này là của nút kèn. Đó thì một dây anh em nói cho mình là dương sao khóa ha, hoặc là điện bình sao khóa. Đó, dây này vô kèn,
thì khi bấm nút thì càng sẽ có điện dương, càng sẽ kêu. Rồi vậy thôi, đơn giản 2 giây. Sẽ xử lý được 2 giây rồi đó. Rồi tiếp theo là 3 giây là dây nâu sọc trắng nè ha. Dây xanh lá cây đậm và dây nâu đậm ha. Đó. Nâu sọc trắng này thì anh em đấu cho mình là vô cái con relay chớp signal trên xe anh em. Đó thì tín hiệu nó đi vô con relay nó nhảy thì nó sẽ có sợi dây ra để truyền cái tín hiệu nhảy đó. Đó thì dây này nè, nó sẽ đi xuống nó gặp hai dây này, khi anh em đá nhanh nè thì nó sẽ nhảy. Rồi, 3 dây này ha của signal. Rồi mình đã quyết được 5 giây rồi anh em, còn lại 3 giây nữa thì chắc chắn là dây đèn, là nguồn đèn pha và cót rồi đúng không? Ở đây thì dây nguồn đèn chính là dây xanh dương sọc đen, là nguồn đèn. Dây này anh em có thể nối vô dương sao khóa, hoặc là anh em nối vô cái dây zin của mình, nghĩa là cái dây điện máy. Một số xe nào mà anh em còn zin đó, là quay game đó nó xài điện máy cho đèn đó, thì anh em đấu vô dây đó ha, cái dây đèn. Còn mấy xe điện bình thì mình đấu vô dây điện bình thôi. Anh em muốn xài điện bình, chỉ điện bình thì đấu luôn cũng được. Lúc này đấu luôn cũng được nè ha, cấp cho đèn. Rồi hai dây này là hai dây ra nè anh em. Thì ở đây dây vàng này chính là dây đèn pha, và dây xanh lá chính là dây đèn cót. Và cái đặc biệt của cái cụm này chính là nó đấu sẵn cho mình luôn anh em. Chỉ cần anh em đấu hai dây này đúng thì nút vaccine sẽ xài được, chứ không cần đấu cái dây vaccine riêng nha anh em. Đó, nó làm sẵn cho mình hết, nó tích hợp hết vô đây nè. Chỉ cần anh em đấu đúng ba dây này thôi, đó, xanh dương sọc đen, vàng và xanh lá. Đó, thì lập tức cái nút này sẽ có tác dụng là nút này sẽ là tắt mở đèn. Đó, nút này sẽ là tắt mở đèn. Nút này sẽ là pha cót, còn nút này sẽ là vaccine ha. Bật pha thì không vaccine được nha anh em. Đó, tắt pha thì vaccine được, cái độ cót thì vaccine được. Đó. Và khi anh em tắt cái này đi thì anh em vaccine cũng được luôn. Đó, cái này là điện trực tiếp. Rồi. Tiếp theo là qua cái hình bên đây đi ha. Bên đây. Hình bên đây là cái hình chi tiết hơn một tí nữa ha, chứ không phải là nói lý thuyết như bên đây. Ở đây anh em có thể hình này thì anh em không biết gì vẫn có thể đấu được nha, chỉ cần đấu theo đúng cái hình này. Màu đen là dương sao khóa nè ha, chứ không có cần quy tắc là màu nào hết, chỉ cần dương sao khóa là mình cứ đấu thôi. Đó, màu hồng thì em đấu vô càng. Đó, mình ra mình nói vô dây xuống càng á. Rồi, nâu sọc trắng thì nó ra từ là lai signal. Xanh lá đậm thì signal phải, nâu đậm signal trái. Xanh dương sọc đen là điện máy bình ắc quy, là điện bình hoặc là điện máy á ha. Đó, thì nó là giống như cái nguồn cấp cho càng thôi anh em. Đó, nhưng mà nó khác là ở chỗ mình có thể xài được điện máy thôi, còn càng thì xài điện máy không được nha anh em. Đó. Rồi vàng. Dây vàng thì ra thì là dây ra của tim pha, là dây đi vào bóng đèn á, nó có chân pha đó. Xanh lá cũng vậy, cũng là đi vào bóng đèn, chân cót. Rồi, chân chiếu gần. Rồi, cái anh em chụp màn hình lại ha. Anh em không biết á, em đưa hình này cho thợ, thợ nó nhìn vô nó vẫn đấu được. Rồi, như thế thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video ha. Nếu thấy hay để lại một like, chia sẻ video này cho những anh em nào người ta chưa biết, và anh em nào muốn mình làm video hướng dẫn đấu cùm nào, anh em cứ việc để comment bên dưới thì mình sẽ cố gắng mình sắp xếp, mình sẽ làm ra video cho anh em xem và tự đấu ở nhà. Còn nếu chỗ nào anh em chưa hiểu, anh em cứ comment bên dưới hoặc là inbox riêng cho mình ha. Mình gửi thông tin của mình phía dưới đó, Zalo và số điện thoại, mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết. Ok, cảm ơn anh em xem video. Bye bye.